lầu đế jesus christus ngợi khen chúa jesus kitô đây là đài phát thanh vatican chương trình việt ngữ Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 2 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn Đức Cha Gonzalo de Villa y Vasquez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Guatemala về tình hình giáo hội tại đây. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Xuân Khánh trình bày về tình yêu trung thủy vượt thắng đau thương thử thách của đôi vợ chồng Claudia và Beppi Posia người Ý sau cùng trong mục đạo vào đời Trần Phúc nhạc sẽ nói về đề tài tội cá nhân và tội xã hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức. Assisi, mùng 2 tháng 8 hôm nay là ngày toàn xá Possumcola, hàng trăm nghệ sĩ vùng Umbria, Lazio, Emilia Romagna và từ nước Nga tụ họp nhau tại Assisi để cử hành ngày nghệ thuật kính thánh Francisco. Sáng kiến này đã do nhiều hiệp hội khác nhau tổ chức theo gợi ý của Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp mừng kỷ niệm 800 năm ngày toàn xá Đức Giáo hoàng Onorio III ban theo lời xin của Thánh Francisco năm 1217. Chuyện kể rằng, một đêm năm 1216, trong khi Thánh Francisco chìm đắm trong lời cầu nguyện, thì thánh nhân thấy có một ánh sáng rất mạnh lọt vào nhà nguyện Portion Cola và thánh nhân trông thấy hiện ra trên bàn thờ Chúa Kitô có Đức Mẹ đứng bên phải và các thiên thần các vị hỏi thánh nhân mong ước gì cho sự cứu rỗi các linh hồn? Thánh Francisco trả lời ngay: Lạy Cha chí thánh, mặc dù con là kẻ tội lỗi, con xin Cha ban ơn tha thứ rộng rãi và quảng đại. Chúa nhận lời cầu xin của thánh nhân và sau khi được Đức Giáo Hoàng Honorio III cho phép, lễ toàn xá Porciuncola bắt đầu được cử hành vào ngày mùng 2 tháng 8 năm 1217. Từ trưa ngày mùng 1, cho tới 12 giờ đêm ngày mùng 2 tháng 8 hàng năm, những ai viếng nhà thờ Đức Maria của các thiên thần, bên trong có nhà nguyện Pontius Cola, hay tất cả các nhà thờ giáo xứ do các gia dòng Francisco trông coi trên toàn thế giới, đều được ơn toàn xá, nghĩa là được tha mọi tội lỗi miễn là họ xưng tội rước lễ và đọc một kinh tin kính, một kinh lạy cha, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Trong số các sinh hoạt của ngành nghệ thuật, có video ý chỉ tháng 8 của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nghệ sĩ trên toàn thế giới để họ ý thức được sứ mệnh cao quý của họ là diễn tả vẻ đẹp qua các tác phẩm nghệ thuật, hầu giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa là chân, thiện, mỹ. Số tiền bán các tác phẩm do các nghệ sĩ trưng bày và trình diễn sẽ được dùng để làm việc từ thiện đó là trường hợp của nữ họa sĩ natalia tersakova với tác phẩm mục tử thương xót của năm thánh lòng thương xót và cuốn sách ngụ ngôn tựa đề Mầu nhiệm của cái ao nhỏ lấy hứng từ buổi lần hạt mân côi của đức thánh cha biển đức trước tượng đức mẹ đặt giữa một ao cá trong vườn dinh thự nghỉ hè castel gandolfo tiền bán cuốn sách này sẽ được dùng để giúp các trẻ em mù Nữ họa sĩ Francesca Capitini sẽ trình bày bức tranh Thánh Francisco giảng cho chim. Ngoài ra, cũng sẽ được giới thiệu cuốn sách tựa đề Đức Biển Đức 16, Nghệ thuật là một cánh cửa hướng về vô tận, thần học nghệ thuật cho một phục hưng mới. Vatican, Đức cha Juan Jose Arguire Muñoz, giám mục giáo phận Bangasu bên Cộng hòa Trung Phi, Âu Lo trước hiện tình tại đây đức cha đã bày tỏ sự lo ngại trong một cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hélène Tom của đài vatican ngài cho biết hiện tình trung phi là một trái bom nổ chậm sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào bangassu là một thành phố nằm về phía đông nam cộng hòa trung phi cách đây hai tháng bạo lực đã tái bùng nổ tại đây và bây giờ lại khiến cho dân chúng phải sống trong âu lo khoảng 2.000 tín hữu Hồi giáo vẫn còn phải sống trong tiểu chủng viện Bangkasu dưới sự bảo trợ của giáo hội và của quân đội mũ xanh bảo hòa của Liên Hợp Quốc, đa số là người Maroc. Nhưng chung quanh vùng này các nhóm dân quân anti-Balaka chờ trực bao vây và sẵn sàng giết họ. Đức cha Arguire Muñoz cho biết, các nhóm anti-Balaka muốn bóp nghẹt những người tị nạn này bằng cách phong tỏa họ, không cho họ đi kiếm nước uống hay củi đốt hễ một phụ nữ dám bén mảng ra khỏi khuôn viên được bảo vệ sẽ bị các nhóm này cắt tay, còn nam giới lọt vào tay họ thì bị giết ngay lập tức. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, Đức cha Muñoz đã gặp gỡ chính quyền trung ương tại thủ đô Bangui và đã yêu cầu gửi quân đội đến tái lập an ninh trong vùng này, đồng thời đánh đuổi các nhóm anti-Balaka hiếu chiến. Đức cha nói máu và nước mắt đã đổ ra quá nhiều tại đây từ hai tháng nay, Tình trạng này không thể kéo dài thêm nữa. Ngày 26 tháng 7 trước đó, ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc cũng đã bày tỏ âu lo về tình hình tại Cộng hòa Trung Phi, nhân vụ ba binh sĩ bảo hòa mũ xanh người Maroc bị tử thương trong một vụ phục kích của các nhóm anti-Balaka. Ông kêu gọi mọi phe lâm chiến chấm dứt mọi hành vi bạo lực, hầu cứu vãn những thành quả đã khó khăn lắm mới đạt được trong tiến trình đi đến một nền hòa bình vững bền tại đây tổng cộng đã có 9 binh sĩ Bảo Hòa Liên Hiệp Quốc bị sát hại tại Cộng hòa Trung Phi trong năm nay. Hơn một triệu người phải tản cư trong nước và sự sống còn của hơn 2,3 triệu dân, tức một nửa dân số Cộng hòa Trung Phi, phải tùy thuộc vào viện trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế. Liên Hiệp Quốc cho biết hiện có 12.350 binh sĩ bảo hòa mũ xanh hiện diện tại Cộng hòa Trung Phi để bảo vệ thường dân, đồng thời hỗ trợ chính quyền của tổng thống Faustin Archange Tuadera vừa được bầu lên hồi năm ngoái. Vatican trước vụ sát hại một linh mục trẻ mới đây, hội đồng giám mục Colombia kêu gọi bảo vệ các linh mục chứng nhân của Tin Mừng. Đức cha Hector Fabio Henao, Tổng thư ký Ủy ban Mục vụ Xã hội, tức Tổ chức Caritas của Giáo hội Colombia, đồng thời là người phối hợp chương trình bảo vệ linh mục, đã ra thông cáo bày tỏ đau buồn sau vụ một linh mục trẻ đã bị sát hại hôm thứ Năm tuần trước khi đang trên đường đi làm lễ sáng trong chính ngày sinh nhật thứ 31 của cha. Đức cha kêu gọi những kẻ sát nhân hãy hoán cải và xin người dân chối từ mọi hình thức bạo lực. Đức cha khẳng định, hàng chục linh mục đã bị sát hại trong những năm gần đây nhiều người bị giết do tay của bọn buôn bán ma túy những người khác do các nhóm dân quân vũ trang hay các nhóm du kích thế nhưng không một ai trong số các linh mục đặt lại vấn đề về sứ vụ của mình lo lắng sợ hãi là điều bình thường trong hoàn cảnh hiện nay nhưng không một linh mục nào nghĩ đến chuyện rời bỏ đoàn chiên vì biết rõ hiểm nguy đang rình rập Đức cha hay nào cũng nhắc đến chuyến viếng thăm Colombia của Đức Thánh cha Francisco vào tháng 9 tới đây và khẳng định đây là một cơ hội đặc biệt cho giáo hội Colombia, nhất là ngày mùng 8 tháng 9 trong lễ cử hành hòa giải ở Villa Vicencio. Chúng ta chờ đợi giáo huấn của Đức Thánh Cha, những lời mạnh mẽ kêu gọi chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha biết rõ tình hình tại đây từ ngày còn là Tổng giám mục Buenos Aires Ngài biết cuộc sống thường ngày của chúng ta, khổ đau và hoạt động của giáo hội Colombia từng cống hiến chứng tá lớn lao về Chúa Kitô, mặc dù phải sống trong những hoàn cảnh bạo lực thương đau. Beirut, vào ngày mùng 10 tháng 8 này, các thượng phụ công giáo Đông phương sẽ nhóm đại hội tại trụ sở mùa hè của tòa thượng phụ Maronit ở Beirut để duyệt xét tình hình của các cộng đoàn Kitô Trung Đông. Hôm trước đó các vị sẽ được tổng thống Michel Aoun tiếp kiến cho tới nay các thượng phụ công giáo đông phương đã không thể nhóm đại hội vì tình hình chiến tranh căng thẳng tại trung đông nhất là tại Syria và Iraq. Trong số các vấn đề sẽ được thảo luận có các vấn đề mục vụ và chính trị xã hội mà các cộng đoàn Kitô đang phải sống. Trong vài nước miền nam trung đông người ta ghi nhận số tín hữu thuyên giảm. Tham dự đại hội lần đầu tiên có đức thượng phụ Yussef Absi, tân giáo chủ giáo hội công giáo Hy Lạp Menkit các đức thượng phụ chính thống và các đại diện của các giáo hội và cộng đoàn Kitô nảy sinh từ cuộc cải cách của Luther. Washington, trong những ngày vừa qua, Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đã trích ra ngân khoản gần 5 triệu Mỹ Kim để trợ giúp các giáo hội vùng Trung và Đông Âu. Đức Hồng Y. Blake Kupich, Tổng giám mục Chicago, chủ tịch tiểu ban đặc trách quyên góp hàng năm của Hội đồng giám mục Mỹ cho biết, như là gia đình Đức Tin, chúng tôi gần gũi các anh chị em làm việc không mỏi mệt để tái thiết giáo hội Trung và Đông Âu đang tiếp tục đương đầu với thách đố vượt thắng hàng bao thập niên bị áp bức chính trị và tôn giáo. Đức Hồng Y cho biết, giáo hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nâng đỡ các nỗ lực canh tân các cộng đoàn công giáo của các quốc gia Trung và Đông Âu. Sau biến cố Liên Xô sụp đổ hồi năm 1991, các giáo hội này đã cố gắng hoạt động để tái thiết các cơ cấu chính trị, kinh tế và xã hội. Trong số các trợ giúp có ngân khoản dành cho 7 linh mục, 5 đan sĩ và 8 nữ tu phục vụ các giáo xứ gần các vùng có chiến tranh tại Ukraine. Mặc dù nguy hiểm, các vị đã ở lại với dân chúng để trợ giúp mục vụ cho họ. Số tiền nhận được sẽ được dùng để mua thực phẩm, thuốc men và chuyên trợ các linh mục tu sĩ đi làm việc trợ giúp hàng chục ngàn người di cư tị nạn chiến tranh. Ngoài ra cũng có một khoản dành cho trung tâm Đông Bosco bên Albania. Trung tâm này đã được thành lập cách đây 21 năm và bảo đảm công tác đào tạo văn hóa, xã hội và huấn nghệ cho trẻ em và người trẻ, đa số đến từ các vùng quê. Raka, Ông Andrea Giacomini, phát ngôn viên của tổ chức UNICEF, mạnh mẽ tố cáo các bạo lực mà các trẻ em đã phải gánh chịu trong vùng Raqqa bên Syria. Ông cho biết tổ chức đã nghe chứng từ của rất nhiều trẻ em nam nữ bị bạo hành, các bé gái bị gả cho các chiến binh của các lực lượng hồi ISIS hay bị cha mẹ tuyệt vọng gả cho các anh em họ để các em khỏi rơi vào tay các chiến binh của nhà nước hồi IS. Trong khi các bé trai, chín mười tuổi bị cưỡng bách trở thành các chiến binh của các lực lượng IS. Vài bé trai đã kể lại cảnh các em chạy trốn bị bắn theo khi các em nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác trong thành phố Raqqa hoặc chạy trên các bãi có gài mìn. Các trẻ em sống sót cho biết đã có rất nhiều bạn bè của chúng bị giết chết. Ông Andrea Giacomini cũng cho biết trong thành phố Raqqa không chỉ có các chiến binh trẻ em mà cũng còn có hàng ngàn trẻ em nam nữ và các gia đình bị kẹt lại trong đó. Ông kêu gọi mọi phe phái lâm chiến tránh cho các trẻ em phải chứng kiến cảnh giết chóc tàn bạo và cung cấp cho các em sự che chở và các trợ giúp nhân đạo cần thiết. Môn tần, Ủy ban công lý hòa bình Pakistan mạnh mẽ lên án tệ nạn cưỡng hiếp phụ nữ trong nước. Cách đây vài ngày, một thiếu nữ 16 tuổi tại Tân thuộc ban Punjab đã bị cưỡng hiếp để trả thù vụ người anh trai của cô đã bạo hành một bé gái 12 tuổi trước đó. Bản án do Hội đồng Bô Lão Panchayat địa phương tuyên bố. Ông Atta Ureman Saman, người phối hợp điều hành Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan, đã mạnh mẽ lên án tệ nạn cưỡng hiếp bạo hành phụ nữ trong sự lãnh đạo của giới chức chính quyền trong nước. Bản án đã được thi hành trước sự hiện diện của hai gia đình để bôi xóa tội phạm cho một bên và phục hồi thanh danh cho bên kia. Nhưng trên thực tế, có hai thiếu nữ nạn nhân bị cưỡng hiếp, trong khi hai thủ phạm thì không bị trừng phạt gì cả. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn đức cha Gonzalo de Villa Ivasquez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Guatemala về tình hình giáo hội tại đây. quý vị thính giả, vào tháng 9 tới đây, Linh Mục Thừa Sai người Mỹ Stanley Roger bị sát hại vì những kẻ thù ghét đức tin ngày 28 tháng 7 năm 1981 sẽ được phong chân phước và sẽ là vị tử đạo đầu tiên của giáo hội Guatemala, một giáo hội có gương mặt thổ dân trẻ trung. Guatemala rộng gần 109.000 cây số vuông, có hơn 13 triệu dân, gần 60% theo công giáo, 40% theo tin lành, nhất là Pentecostal và 1% theo các tôn giáo truyền thống Maya. Theo các thống kê năm 2002, có 42% tổng số dân Guatemala là người lai giống gọi là Ladinos và 18% là con cháu các người Tây Âu, nhất là Tây Ban Nha, nhưng cũng có người Đức, Pháp, Anh, Italia và các nước Bắc Âu nữa. Còn lại 40% thuộc nhiều chủng tộc và bộ lạc khác nhau, trong đó người K'iche chiếm 9,1%, người K'akchikel chiếm 8,4%, người Man chiếm 7,9%, người Quechi chiếm 6,3%. Các chủng tộc khác chiếm 8,6% các thổ dân không phải thuộc chủng tộc Maya chiếm 0,2% và các thổ dân khác chiếm 0,1%. Trong số những chủng tộc loại Ladino, có người Garifuna là con cháu của các nô lệ gốc Phi Châu sống trong vùng Livingstone và Puerto Barrios và các nhóm da màu và lai giống tất cả khoảng 1 hay 2% tổng số dân cũng có khoảng 3% người Ladinos gốc Ả Rập gồm Liban hay Syria và Á Châu. Cộng đoàn Đại Hàn cũng được khoảng 50.000 người sống tại hai thành phố Guatemala và gần Mexico. Người dân Guatemala nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng dân chúng sống trong các vùng quê nói 21 thứ ngôn ngữ khác nhau. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Gonzalo de Villa y Vázquez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Guatemala, dành cho Nhật báo quan sát viên Roma về tình hình giáo hội tại đây. Thưa Đức cha Chủ tịch, các giám mục Guatemala mới về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Ferro Paulo và thăm tòa thánh, cũng như gặp gỡ Đức thánh cha Francisco. Thế thì cuộc gặp gỡ với người kế vị thánh Ferro đã như thế nào, thưa Đức cha? cuộc gặp gỡ của chúng tôi với đức giáo hoàng đã kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ và nó đã rất là tự phát, không gò bó hình thức. Nhưng cuộc gặp gỡ đã trả lời cho các câu hỏi của chúng tôi. Nói tóm lại, đó là một kinh nghiệm rất đẹp, thân tình, gia đình và huynh đệ. Chúng tôi cảm thấy đã được tiếp đón rất tốt. Tại nhiều quốc gia châu Mỹ Latin có hố sâu ngăn cách rất lớn giữa người giàu và người nghèo. Giáo hội đã làm gì để gần gũi họ hơn nào? Trong số các ưu tiên đã có việc cho Đức Giáo Hoàng biết thực tại của đất nước Guatemala Mà ngài đã biết một phần như là quốc gia cũng như là giáo hội Đã có một sự kiện quan trọng trong cuộc viếng thăm Chúng tôi đã tặng Đức Thánh Cha một món quà là không hình của linh mục Stali Francesco Rother Cha đã là cha sở một họ đạo trong giáo phận của tôi và cha sẽ được phong chân phước vào ngày 23 tháng 9 tới đây. Nhân dịp này tôi đã đọc cho đức thánh cha nghe một lá thư rất hay mà hội đồng mục vụ cộng đoàn giáo xứ đã gửi. Cộng đoàn này gồm các thổ dân bản xứ 100%. Thế rồi trong các vấn đề khác được đề cập tới trong cuộc gặp gỡ với đức thánh cha có vấn đề của những người di cư là đề tài rất điều kiện hóa chúng tôi bên Guatemala và đề tài bạo lực các giáo phái đang gia tăng nhanh chóng và nạn nghiện ngập ma túy trong xã hội. Liên quan tới đề tài cuối cùng này, vấn đề gồm hai mặt. Một đàng là việc buôn bán ma túy, đàng khác là việc tiêu thụ và nghiện ma túy. Sự hiện diện của các thổ dân trong giáo hội đã như thế nào, thưa Đức Cha? Chúng tôi là một giáo hội nghèo, sống gần gũi với đa số dân nghèo. Tuy nhiên, tại vùng quê có rất nhiều tài nguyên, và vì đất nước chúng tôi đa số dân chúng sống về nghề nông nên cảnh nghèo túng được chấp nhận vấn đề nghiêm trọng là thế giới thành thị và các tỉnh lẻ nhất là tại thủ đô nơi trong các khu phố cuộc sống của dân chúng rất là khó khăn hố sâu ngăn cách giữa người giàu và người nghèo rất lớn tựa như bên brazil vậy trong hai nước guatemala và brazil sự khác biệt hiển nhiên hơn tại bất cứ quốc gia châu mỹ latin nào khác đây là thực tại và không có các công thức bùa chú nào có thể thay đổi nó. Bởi vì để tìm ra chúng, chúng tôi sẽ phải chạy đến các từ điển mị dân. Các từ điển ấy không cho các giải pháp trung bình, nhưng chỉ cho các niềm vui ngắn hạn. Và rồi tệ nạn gian tham hối lộ và xã hội tồi tệ ngày càng gia tăng. Venezuela là một thí dụ điển hình cho điều tôi đang nói. Ngoài ra, còn có một sự kiện hiển nhiên khác nữa, là tỷ số các người thổ dân rất cao và đương nhiên là cũng có nhiều trễ tràng hơn trong lĩnh vực giáo dục, y tế, thực phẩm vân vân ở đây có một món nợ lịch sử đối với các thổ dân mà đối với chúng tôi họ là sự nâng đỡ và là nền tảng của quốc gia. Thưa đức cha, thế sự hiện diện của dân bản địa trong giáo hội thì ra sao ạ? Giáo hội ngày càng có gương mặt thổ dân hơn trong giáo phận Solola. Chimantenango của tôi, đa số giáo sĩ là người thổ dân và tất cả các chủng sinh đều là người bản xứ. Điều này diễn tả sự lựa chọn của giáo hội trong một quốc gia. Ơn gọi có gia tăng mạnh trong giáo hội Guatemala không, thưa Đức Cha? Có, giáo phận của tôi có lẽ được đặc ân vì có nhiều ơn gọi hơn các giáo phận khác. Đây là một sự kiện và chúng tôi cũng đã trình bày với Đức Thánh Cha điều này. Chưa bao giờ tại Guatemala lại có nhiều chủng sinh như hiện nay. Trong 15 năm qua, số các tân linh mục được truyền chức đông hơn số các linh mục được thụ phong của 40 năm trước đó. Các ơn gọi nói chung đến từ các gia đình đạo đức và cũng tùy thuộc sự kiện ngày nay, giới trẻ có nhiều khả thể học hành hơn, cũng có rất nhiều ơn gọi nữ tu nữa trong tình hình trong đó có nhiều người đau khổ và bị bó buộc phải di cư, phải làm thế nào để trao ban hy vọng cho giới trẻ thưa Đức Cha? Thật ra người trẻ có thể gặp các khó khăn lớn trong việc thành lập một gia đình, có một công ăn việc làm, một dự án cho cuộc sống ổn định của họ. Nhưng niềm vui sống mà họ có, giới trẻ Âu Châu không có được. Ngoài ra người trẻ lui tới các giáo xứ và điều này khiến cho giáo hội được phong phú. Và trẻ trung, đồng thời nó cũng đề ra các thách đố dĩ nhiên vì sự toàn cầu hóa cả các người trẻ guatemala cũng phải đương đầu với các thực tại như gia đình ít ổn định hơn các vụ có thai không mong muốn cảnh các bà mẹ sống một mình nuôi con thế rồi còn có thảm cảnh bạo lực rất lớn cuốn hút nhiều người trẻ trong các khu phố thành thị cũng như tại thôn quê số tử vong của người trẻ gắn liền với các vụ chết vì bạo lực Tuy nhiên, người ta sống một cuộc sống tươi vui hơn giữa các khó khăn. Tôi xin đơn cử một thí dụ. Tôi đã đọc trên một nhật báo Tây Ban Nha kể chuyện một người đàn ông đã tự tử vì bệnh teo cơ bắp đa dạng. Ba ngày sau, trong giáo phận của tôi, chúng tôi đã cử hành ngày giới trẻ, đã có 20.000 bạn trẻ tham dự. Một trong các bạn trẻ đã chia sẻ chứng từ của anh. Anh ta bị tai nạn xe hơi năm 21 tuổi và bị tê liệt thân mình và tứ chi anh ta phải ngồi trên xe lăn nhưng anh ta cảm tạ thiên chúa vì cuộc sống, vì cơ may được tiếp tục sống. Thổ dân, di cư, nền văn hóa của sự sống và cái chết. Các giám mục Guatemala có nói với đức thánh cha về các đề tài này không ạ? À? Vấn đề di cư là một đề tài mà đức thánh cha biết rất rõ và khiến cho ngài âu lo bởi vì nó là một thảm cảnh ngày càng liên quan tới nhiều người trên thế giới này hơn chúng tôi cũng đã đương đầu với các đề tài chuyên biệt hơn của giáo hội như việc huấn luyện đào tạo, các chủng viện, hướng đi mới trong các giáo xứ, các chương trình rao giảng tin mừng trong các giáo phận. Đức Thánh Cha đã khích lệ chúng tôi bằng cách trao ban cho chúng tôi một sứ điệp nâng đỡ và thúc đẩy chúng tôi tiến tới. Các giám mục Guatemala đem về nhà điều gì sau chuyến viếng thăm tòa thánh và viếng mộ hai thánh tông đồ Phaero và Phaolô thưa Đức Cha? Đến Roma đã luôn luôn là một kiểu giúp hiểu biết và đào sâu các đề tài nổi cộm nhất trên bình diện giáo hội hoàn vũ. Ngoài ra trong năm nay hầu hết các giám mục Mỹ châu Latinh đang về Roma thăm tòa thánh và viếng mộ hai thánh tông đồ Ferro Paulo. Và điều này trao ban cho chúng tôi các điểm quy chiếu. Nó đang củng cố chúng tôi. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh cha đã rất là đẹp và quan trọng. Thông điệp niềm vui phúc âm của ngài phải là một cái gì liên tục lây lan tới chúng tôi. Chúng ta không thể là một giáo hội càm ràm lầm bẩm than trách, chỉ trích cay cú, than thở về những gì đã qua. Đề nghị rao giảng tin mừng phải hướng tới hiện tại và hướng tới tương lai. Điều chúng ta phải làm là thông truyền sứ điệp tươi vui của chúng ta cho những người khác. Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức cha Gonzalo de Villa y Vasquez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Guatemala về tình hình giáo hội tại đây để tiếp tục chương trình kính mời quý vị nghe xuân khánh thuật lại gương tình yêu chung thủy vượt thắng đau thương thử thách của đôi vợ chồng claudia và bepi posia người ý Padova là một thành phố thật hiền hòa thơ mộng, nằm ở mảnh Bắc Italia, nổi tiếng nhờ có đền thánh Antonio thành Padova. Thành phố này là nơi cư ngụ của một đôi vợ chồng, bình thường như hàng ngàn, hàng vạn đôi vợ chồng khác, nhưng có một kinh nghiệm tình yêu chung thủy kháng khích vượt thắng thử thách đau thương. Đó là đôi vợ chồng Claudia và Bepi Pozzia. Baby và Claudia Posia sống trong một căn biệt thự xinh xắn Nằm giữa những cánh đồng trồng bắp xanh ngát Theo nhau chạy dài hai bên đường Gia đình này có hai người con gái Là Chiara và Elena Rất ngoan ngoãn, dễ thương Baby rất thích các cuộc đi dạo bằng xe đạp Ông thường vượt hàng chục cây số đường đèo như không Buổi chiều tối hôm ấy BP lái xe về nhà sau một ngày đi xin việc cho một người cha gia đình mà ông chưa hề quen biết trước đó. Nhờ uy tín của ông BP, người cha gia đình ấy được nhận vào sở làm và ông BP cảm thấy thật sung sướng vì đã có thể giúp ông ta. Ông cẩn trọng lái xe từ từ theo thói quen và nếm hưởng trước niềm hạnh phúc trong gia đình đang quay quần chờ đón ông ở nhà. Tại một khúc quanh một chiếc xe chạy ngược chiều phóng nhanh và đâm thẳng vào xe ông Pepe, biến chiếc xe của ông trở thành một đống sắt dúm gió. Ông Pepe bị thương nặng, nằm kẹt giữa xác chiếc xe. Chiếc xe bị bật ra giữa cánh đồng. Ông chỉ còn đủ sức bấm nút điện thoại di động, gọi về báo tin cho vợ là bà Claudia đang đợi ở nhà. Thay vì gọi cầu cứu, Ông nghĩ đến vợ và muốn trấn an người bạn đầu ấp tay gối trước khi nghĩ đến mình. Tại trạm cấp cứu, bà Claudia đối diện với thân nhân của người đã đụng xe chồng bà và được biết là người này lái xe trong khi say rượu và chỉ bị xây sát chút đỉnh. Còn chồng bà thì thập tử nhất sinh. Họ không hề thăm hỏi tin tức ông Pepe lời nào và cũng không tỏ ra hối tiếc gì cả. Bà Claudia không cần đến những điều đó, bà chỉ muốn chồng bà được sống và bà bám víu vào đức tin cùng chia sẻ với chồng để hỗ trợ ông trong cuộc chiến giành lấy sự sống. Từ chỗ là một người trung niên tràn trề sức sống, rất yêu chuộng thể thao, ông BP đang phải đối đầu với đe dọa trở thành người tàn tật suốt đời. Xương chân bị gãy nát nhiều khúc và người ta sợ là cả xương sống cũng bị dập thời gian sau đó phải ra vào nhà thương như ăn cơm bữa. Ông Pepe đã cảm nhận được rõ ràng tình liên đới thân thiết trong gia đình. Ông nhớ rõ sự đau đớn thể xác, những lo lắng mỗi khi phải vào phòng mổ. Nhưng ông cũng cảm thấy là mình không bao giờ cô đơn chống chọi. Người vợ Claudia luôn luôn hiện diện bên chồng và trên cả hai người có một người cha nhân từ quan phòng trong khi đó hai cô con gái trở thành người quán xuyến gia đình tai nạn đã đưa đôi vợ chồng Posia vào sống một chiều kích mới của đời sống lứa đôi thực sự trở nên một bà claudia chia sẻ với chồng từng cuộc giải phẫu cùng những đau đớn từng cố gắng cử động đôi chân trong các buổi tập luyện chỉnh hình sau đó mỗi một tiến bộ dù nhỏ nhặt đến đâu cũng là một chiến thắng vượt bậc khi ông Pepi một mình đứng dậy trở lại trên đôi chân của mình và tập tễnh bước đi vài bước nhỏ, bà Claudia mừng đến phát khóc và hãnh diện vì chồng biết bao. Lời cầu nguyện tha thiết chung của cả hai người đã được Thiên Chúa là cha nhân từ lắng nghe và đáp trả. Cũng trong thời gian này, đôi vợ chồng Posia đã khám phá ra được bao nhiêu là bạn hữu thân thiết người thì lo lắng đem vào nhà thương những món đồ cần thiết để Claudia khỏi phải vất vả chạy đi chạy lại. Người thì xếp đặt đến nhà thương bầu bạn với ông Pepe để bà Claudia được rảnh rang một buổi. Bà Claudia đã nhìn nhận rằng cuộc sống mới đã bắt đầu với sự kiện ông Pepe bị xe động. Tình yêu giữa hai người trở nên gắn bó hơn và lan rộng ra cả những người thân quen nhờ tình yêu ấy, nhưng nhất là nhờ lòng tin, đôi vợ chồng Posia đã có thể thật lòng tha thứ cho kẻ đã bất cẩn gây ra vụ đụng xe khủng khiếp ấy, dù rằng người này không hề một lần đến thăm hỏi hay xin lỗi, và dù rằng ông Peppy ngày nay phải đi khập khiển, không còn hy vọng trở về với các môn thể thao yêu thích ngày xưa nữa trước khi kết thúc chương trình trần phúc nhạc và xuân khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài tội cá nhân và tội xã hội Kính thưa quý vị thính giả, cách đây gần 30 năm, hồi thượng tuần tháng 10 năm 1989, trong dịp khai mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 44 tại Seoul, Nam Hàn, Đức Hồng Y Stefan Kim Thọ Hoán, Tổng giám mục Seoul, đã tố giác một sự kiện đau thương. Mỗi năm các quốc gia dành 5.000 tỷ Mỹ Kim để trang bị các võ khí gây chết chóc, trong khi 500 triệu người trên thế giới không có đủ cơm bánh để ăn hoặc trong thời gian gần đây nhiều lần tổ chức unicef nhi đồng quốc tế của liên hợp quốc đã tố giác rằng đã có ít nhất nửa triệu trẻ em chết tại iraq vì thiếu dinh dưỡng và thiếu thuốc men do cuộc cấm vận từ bao năm qua do liên hợp quốc dưới sức ép của mỹ và anh áp đặt mặc dù nga trung quốc và pháp chủ trương bãi bỏ Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần kêu gọi bãi bỏ các biện pháp cấm vận tương tự như vậy đối với nhiều nước. Theo ông Hans von Sponick, phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc hồi đó, sở dĩ chính phủ Hoa Kỳ quyết liệt chống Iraq như thế cũng chỉ vì bảo vệ quyền lợi của mình, cho dù biết rằng do chính sách cấm vận ấy, mỗi tháng có 5.000 sinh mạng trẻ thơ ở Iraq bị thiệt mạng vì thiếu lương thực và những bệnh do thiếu dinh dưỡng gây nên hoặc những bệnh có thể chữa trị được nhưng thiếu thuốc men. Những sự kiện đó cũng như bao nhiêu sự kiện bất công khác nói lên những tội tập thể của một xã hội và trong lịch sử nhiều người thiện trí cũng đã từng lên tiếng tố giác những bất công tương tự. Như ông Raoul Folero, người Pháp, tông đồ của những người cùi trong thời chiến tranh lạnh, đã từng viết thư cho Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Liên Xô nói rằng Xin quý ngài mỗi người cho chúng tôi số tiền trị giá một chiếc máy bay ném bom mà thôi. Chúng tôi sẽ có phương tiện săn sóc cho 15 triệu người cùi trên thế giới. Chỉ cần một phần trăm ngàn số tiền các nước dành mua sắm võ khí giết người là đủ để cứu 100 triệu em ở các nước nghèo khỏi bị mù. Mỗi năm trên thế giới, có ít nhất 35 triệu người chết vì đói nhưng trong cùng thời gian đó ở các nước giàu, người ta phải tiêu hủy 25.000 tấn thịt, 26.000 tấn gạo, số lượng cà phê chất đầy 200.000 toa xe lửa và số lượng đường chất đầy 258.000 toa xe lửa để gọi là giữ vững giá cả thị trường. Những sự kiện đau buồn trên đây cho thấy thế giới ngày nay có những cơ cấu và tình trạng tội lỗi. Nhưng ai là tội nhân là thủ phạm gây ra các hành động điên rồ và đi ngược với ý muốn của đấng tạo hóa như thế? Phải chăng đó là những tội tập thể mà mỗi người đều phải chia sẻ một phần trách nhiệm nào đó? Có những người gọi các hiện tượng bất công xã hội như thế là tội xã hội. Nhưng danh từ này có nghĩa là gì và đâu là các khía cạnh khác nhau của từ này? trong tông huấn hòa giải và thống hối do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai ban hành đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1983 ở đoạn số 16, ngài cũng đã đề cập đến ý nghĩa của tội xã hội. Trước hết, Đức Thánh Cha minh định rằng theo đúng nghĩa của danh từ thì hệ đã là tội thì phải hiểu đó là một hành vi cá nhân, nghĩa là một hành vi của con người, vì đó là một hành vi tự do của một người, chứ không phải là hành vi của một nhóm người, một tập thể. Người phạm tội có thể bị ảnh hưởng, bị đè nén, thúc đẩy do nhiều yếu tố mạnh mẽ từ bên ngoài. Họ cũng có thể tùy thuộc các xu hướng, di truyền và những tập quán gắn liền với hoàn cảnh bản thân của họ. Trong nhiều trường hợp, các yếu tố ngoại tại và nội tâm ấy có thể làm cho trách nhiệm và tự do của họ bị giảm bớt do đó trách nhiệm và tội trạng của họ cũng bị giảm đi nhưng một chân lý đức tin được kinh nghiệm và lý trí chúng ta xác nhận đó là con người có tự do chúng ta không thể không biết chân lý ấy để rồi quy trách tội lỗi của con người cho những thực tại bên ngoài như các cơ cấu các hệ thống và những yếu tố khác làm như thế có nghĩa là phủ nhận phẩm giá và tự do của con người được biểu lộ cả trong trách nhiệm khi phạm tội vì thế trong mỗi người không điều gì có tính chất bản thân và không thể thông truyền cho công trạng của nhân đức hoặc trách nhiệm đối với tội lỗi hậu quả đầu tiên và quan trọng nhất của tội lỗi xét như một hành vi của bản thân con người liên hệ tới chính tội lỗi nghĩa là về quan hệ với thiên chúa vốn là nền tảng của đời sống con người tội cũng ảnh hưởng tới tinh thần con người, làm suy yếu ý chí và khiến cho trí tuệ con người trở nên u tối. Sau những nhận xét trên đây về tội cá nhân, Tông Huấn của Đức Thánh Cha nói về tội xã hội và khẳng định rằng, khi nói về tội xã hội thì trước hết phải hiểu đây là một kiểu nói muốn nhìn nhận ảnh hưởng của những tội cá nhân đối với xã hội, đối với tha nhân. Lý do vì loài người đều liên đới với nhau, nên tội lỗi của người này cũng có thể ảnh hưởng một cách nào đó đối với người khác cũng như những hành động tốt của một người có thể có những ảnh hưởng đối với những người khác trong xã hội nói khác đi dù là một tội thầm kín đến đâu đi nữa nó cũng gây một thiệt hại nào đó cho cộng đoàn giáo hội và xã hội và dĩ nhiên những tội trực tiếp gây hại cho tha nhân tạo nên những bất công xã hội trà đạp quyền sống và các nhân quyền khác của con người thì càng đáng được gọi là tội xã hội. Đức John Paulo II viết trong Tông Huấn Hòa Giải và Thống Hối rằng Tội xã hội là tội chống lại các quyền con người, bắt đầu từ quyền sống, quyền được sinh ra, tội vi phạm đến sinh mạng, thân thể người khác. Tất cả những tội chống lại tự do của tha nhân, nhất là chống lại quyền tự do tối thượng, là tự do tin vào Thiên Chúa và thờ lại Ngài, tội xã hội cũng là tội chống lại phẩm giá và danh dự của tha nhân tội chống lại ích chung và những đòi hỏi của công ích như không chu toàn các bổn phận công dân tội xã hội còn là tội của những nhà lãnh đạo chính trị kinh tế công đoàn mặc dù có quyền bính cần thiết nhưng họ không góp phần cải tiến xã hội theo những đòi hỏi và những khả năng mà lịch sử mang lại ngoài ra các công nhân cũng phạm tội xã hội nếu họ lỗi bổn phận hiện diện và công tác của mình để làm cho các xí nghiệp có thể bảo đảm sự sung túc cho bản thân hoặc cho gia đình và toàn thể xã hội. Một ý nghĩa khác của tội xã hội là tất cả những hành động phá hủy sự hòa hợp giữa các cộng đoàn nhân loại, làm xáo trộn công bằng, tự do và hòa bình giữa các cá nhân, các nhóm người và các dân tộc với nhau đức thánh cha Gioan Paolo II đặc biệt nêu thí dụ về loại tội này, đó là sự đấu tranh giai cấp, sự đối nghịch trường kỳ giữa các khối quốc gia hoặc sự thù nghịch giữa các nhóm người trong cùng một quốc gia, một xã hội. Đối với những tội xã hội có tính cách tập thể như thế, thì ai là thủ phạm? Ai là người phải chịu trách nhiệm về mặt luân lý? Về điểm này, đức thánh cha khẳng định rằng. Dầu sao đi nữa khi nói về tội xã hội, cho dù người ta chỉ dùng theo nghĩa tượng trưng, thì cũng không vì lý do đó mà coi nhẹ trách nhiệm của các cá nhân. Trái lại, cần làm sao kêu gọi lương tâm của tất cả mọi người để mỗi người đảm nhận phần trách nhiệm của mình, hầu góp phần can đảm và nghiêm chỉnh thay đổi những thực tại đau thương hoặc những tình trạng không thể dung thứ được. Ngoài ra, cũng nên thêm rằng, có một ý niệm về tội xã hội không hợp pháp và không thể chấp nhận được mặc dù ý niệm ấy ngày nay thường được dùng trong một số môi trường ý niệm đó tạo ra một sự đối nghịch mơ hồ giữa tội xã hội và tội cá nhân và vô tình hay hữu ý đưa tới sự giảm bớt hoặc hoàn toàn xóa bỏ những gì là bản thân để rồi chỉ nhìn nhận những tội lỗi và trách nhiệm xã hội mà thôi quan niệm đó cho rằng trong thực tế, mọi tội đều có tính chất xã hội. Theo nghĩa, người ta không thể quy trách nhiệm cho lương tâm mỗi người, nhưng cho một thực tại mơ hồ hoặc một tập thể vô danh như hoàn cảnh, chế độ, xã hội, cơ cấu hoặc tổ chức. Trước tông huấn hòa giải và thống hối của Đức Gioan Phaolô thứ hai, công đồng chung Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng cũng đã nhấn mạnh đến chiều kích xã hội của tội lỗi chống lại những quan niệm về luân lý quá nặng xu hướng cá nhân chủ nghĩa. Công đồng khẳng định rằng, tội lỗi có ảnh hưởng tới cộng đồng xã hội, chứ không phải chỉ là một sự xúc phạm của cá nhân đối với Thiên Chúa mà thôi. Công đồng nhiều lần nói về những khía cạnh xã hội của tội lỗi, chẳng hạn trong số 25 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Công đồng nhận định rằng, những xáo trộn trật tự xã hội không những do những căng thẳng trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội gây ra, nhưng còn do lòng kiêu căng, tính ích kỷ của con người nữa. Những tính xấu này làm hư hỏng khung cảnh sống của xã hội con người. Trong số 78 của cùng hiến chế vui mừng và hy vọng, công đồng nêu rõ, con người tội lỗi đang và sẽ luôn luôn bị chiến tranh đe dọa cho đến ngày Chúa Kitô trở lại và phán xét trần gian, nhưng khi con người kết hiệp với nhau trong tình thương và chiến thắng tội lỗi thì họ cũng chiến thắng được bạo lực. Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Assisi, mùng 2 tháng 8 hôm nay là ngày toàn xã Porciuncola. hàng trăm nghệ sĩ vùng Umbria, Lazio, Emilia Romagna và từ Nga tụ họp nhau tại Assisi để cử hành ngày nghệ thuật kính thánh Francisco. Beirut. Vào ngày mùng 10 tháng 8 này, các thượng phụ công giáo Đông Phương sẽ nhóm đại hội tại trụ sở mùa hè ở tòa thượng phụ Maronite ở Beirut để duyệt xét tình hình của các cộng đoàn Kitô Trung Đông. Raqqa, Ông Andrea Giacomini, phát ngôn viên của tổ chức UNICEF, mạnh mẽ tố cáo các bạo lực mà các trẻ em đã phải gánh chịu trong vùng Raqqa bên Syria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21 nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Tua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.